Bài học từ ngôi sao phá sản sau khi tiêu gần 240 tỷ đồng chỉ trong 2 năm. Chi tiêu quá xa hoa khiến cặp đôi rơi vào tình cảnh nợ nần. Chi hơn 350 triệu đồng cho mỗi buổi tối đi chơi. Hai đi mượn ta là ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ. Cô và chồng Spencer Perzat đã tích lũy được khối tài sản khá lớn trong thời gian họ tham gia chương trình truyền hình thực tế The Hill. Spencer Perzat cho biết anh kiếm được tới 175.000 đô la mỗi tập khi quay The Hill và cặp đôi kiếm được tới 2 triệu đô la mỗi năm từ những lần xuất hiện và chụp ảnh quảng cáo. Vào thời gian đỉnh cao, cặp đôi này có khối tài sản lên tới 10 triệu đô la, 238 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm chương trình thực tế kết thúc, họ đã phá sản sau khi tiêu hết tài sản của mình vào những khoản mục xa hoa. Chẳng hạn như 1 triệu đô la cho tủ quần áo hàng hiệu của Heidi Mường Ta. Mỗi khi đi chơi đêm cặp đôi sẽ có một đội ngũ nhân viên giá lên tới 15.000 đô la, tham gia những bữa tối sang trọng với chai rượu trị giá 3.000 đô la. Sir Ben Sir Brad, có bộ sưu tập pha lê ước tính đã chi tới 1 triệu đô la. Còn Heidi ta đã chi khoảng 32.000 USD cho 10 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm cấy ghép ngực, nâng mũi, hút mỡ và nâng mông. Heidi ta thừa nhận, tôi đã không có suy nghĩ trưởng thành ở độ tuổi 20. Chúng tôi có người quản lý tài chính luôn cảnh báo chúng tôi phải ngừng tiêu tiền. Xong, tôi cùng chồng luôn tiêu tiền như thể bản thân đang biết cách kiểm soát tài chính cá nhân. Sau khi nhận ra bản thân chi tiêu quá tay, cặp đôi thậm chí chuyển về nhà của bố mẹ Spencer Pratt để tiết kiệm chi phí thuê nhà. Heidi ta và Spencer Pratt thừa nhận rằng họ đã tiêu hết 10 triệu đô la chỉ trong 2 năm. Cuối năm 2010, cặp đôi tuyên bố phá sản khi nợ thuế 2 triệu đô la. Lập ngân sách là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để quản lý tiền của mình, nhưng nhiều người không muốn thực hiện vì cảm thấy gò bó trong chuyện tài chính cá nhân. Chẳng hạn như hai điền ta và chồng đã nhiều lần được cố vấn nhắc nhở về câu chuyện phải giảm khoản chi hàng ngày nhưng họ đã không làm theo. Bên cạnh đó, bạn có thể liên tưởng việc lập ngân sách có rất nhiều rắc rối và đau đầu, hoặc bạn có thể cảm thấy bản thân không kiếm đủ tiền để đảm bảo ngân sách. Tuy nhiên, lập ngân sách là điều cần thiết giúp bạn tiết kiệm tiền và giảm chi tiêu thiếu kiểm soát. Tiêu tiền mà không suy nghĩ cẩn thận về việc nó sẽ đi đến đâu có thể dễ dàng khiến bạn bội chi hàng tháng. Điều này sẽ hạn chế khả năng chi tiêu của bạn trong tương lai. Nếu bạn lo lắng về việc phải hạn chế chi tiêu, hãy nghĩ về việc nếu không lập ngân sách rồi tiêu tiền phung phí và phải vay nợ để trả cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Sự căng thẳng của việc tìm cách chi trả cho các nhu cầu cơ bản có thể khủng khiếp hơn là đau đầu lập ngân sách. Với ngân sách, bạn có thể tập trung dùng tiền của mình vào những thứ quan trọng nhất đối với bạn. Một số mục tiêu để hướng tới có thể là thoát khỏi nợ nần, tiết kiệm để mua nhà hoặc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn ngân sách tạo ra một kế hoạch và cho phép bạn theo dõi kế hoạch đó để đảm bảo rằng bạn đang đạt được các mục tiêu của mình theo the sun giờ ba lần